À, bữa nay tiếp tục dẫn em bầu đi ăn cả nhà ơi. Này tôi gọi là bò gì anh? Bò mỡ. Bò mỡ nha. Này là bò mình nướng Thanh Hoa ha. Quán của mình là nằm bên địa chỉ là hình như là nhớ là cuối đường số 9 phải không ta? Anh còn nhớ địa chỉ không? Để quảng cáo chia sẻ đến gia đình các bạn đến đây ăn bò ủng hộ quán nha. Bữa nay mình đi chị bầu đòi ăn bò này thử cho biết. Nãy giờ vợ đói bụng chưa? Ở đây là đường số 9 cả nhà. Góc đường số 9 số 6. Quán bò này thì Trung Đẳng thấy cũng mấy tháng nay rồi. Phải không anh? Dạ, được 3 tháng rồi. Bữa nay quyết tâm ghé ăn cho biết. Còn cái này là bò Ba gọi rút xương cả nhà. Rau nha, ăn bò này phải có rau mới được. Tất cả loại nước chấm. Bữa đây chút xíu Trung Đẳng múc 3 ngàn nha. Múc quá. Nước chấm này có rau nè, mắm tôm, dê muối, muối ớt. Cái này là ăn với rau rừng thôi. Tắm bổ rồi chị bầu. Bình thường ăn kiểu này lắm mà bây giờ ăn kiểu này. Cho các bạn nhớ cái bảng hiệu này nha. Bò tơ nướng Thanh Hoa nha quý vị. Địa chỉ đây. Nãy giờ quên đây địa chỉ đây mà quên đọc nè. Dạ, từ số 6 lên mặt này. Cái căn này nó dính vô cái đường số 6. Một xíu là 10 phút không anh? Đó là 15 phút không? Nóng nướng tại chỗ mới ngon ha. Chở đều quá nè, chín đều mới ngon. Để đây nè. Được rồi, chín rồi, chút xíu chín nè. Hồi nãy là nướng cho nó săn lại rồi bây giờ cắt ra nướng nè. Mình cắt ra nha. Lại mình nướng áo lại cho nó nóng ha. Dạ. Là nướng qua một quận xong cái mình cắt ra mình nướng lại một quận nữa cả nhà ơi. Nãy cái anh chủ là kêu là nướng giùm nhưng mà em thích nướng mình nên cho nên là em tự nướng luôn. Đúng rồi, mình tự nướng ăn tại chỗ nó ngon.
nó màu màu vàng cháy cháy hay là ăn tái? Anh thích ăn nó có màu vàng hay hơi đi, ăn nó ngon không ngán. Tại Mỹ có em bé cho nên là Mỹ không ăn tái được á cả nhà. Đúng rồi, vàng vàng cho chín cả nhà ơi. Tái quá mình cũng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Bò nướng Hàn Quốc hay chồng ha? Đúng rồi. Mấy cái kia nó nướng hơi nhanh hơn cái này. Tại em thấy ăn nó hơi cháy cháy. Nhìn dưới rau thấy ngon ha. Chuẩn bị chín nha. Khế chua. Rồi, Trung Đẳng Thùy Mỹ chào cả nhà nha. Hello. Bữa nay thì chia sẻ đến quý vị một món ăn gần nhà của Trung Đẳng, cuối đường số 9 Phạm Hùng. Bò nướng thanh hoa, bò tơ nướng thanh hoa. Nghe các bạn nói là cũng rất là ngon. Hôm nay thì Trung Đẳng đưa em bầu đến đây để trải nghiệm và tẩm bổ cho em bầu. Nãy giờ thấy nướng thơm quá nè. Gần chín rồi. Thơm không đó? Này nhiều quá, ăn hết không ta? Không biết nữa, để coi. Chín chưa? Có cục nào thử chưa? Này gồm có dưa leo quý vị, rồi khế, rau rừng. Này chào. Cá thử đây phải không? Nếu mà các bạn muốn ăn ăn ngon cuốn bánh tráng thì cũng được, mà ăn gói vô cái lá này cũng được quý vị. Lá này nè, với cái lá này một miếng khế, rau thơm, cắp cá. Mình sẽ chấm nó em để em lên đây. Ok, đây dạ. Chấm nước này hả ta? Chấm nước này em gái. Dạ, cái thịt nướng mình sẽ chấm chung với ăn mắm tôm á chị. Này hả? Dạ, mình nặng tắt về. Rồi mắm tôm phải không? Nặng tắt nữa phải không? Dạ, mắm là tụi em có nấu chín sẵn hết rồi. Nặng ở đây. Dạ, mình bỏ ớt. Rồi. Rồi, ok, cảm ơn em gái. Là chén mắm tôm nha. Vừa tính nữa thôi. Tính quá nó cứng không ngon. Có nước chấm chao nữa đó chồng. Ngon quá. Rồi, chuẩn bị ăn, mời cả nhà mình ăn. Đúng rồi đó. Chín rồi đó. Chín rồi cả nhà ơi. Nướng chín quá nó cứng là không ngon, mềm không ngon. Nhưng mà em cứ sao vậy, ăn tái đâu có được đâu. Thử chấm. Đợi xíu nha. Thử chấm cái rồi cắn nè. Thử ra. Ừ.
chao. Đây có ba loại chấm. Chấm chao, nước mắm tôm. Rồi, mời cả nhà nha. Mà nhiều quá, nước là nhiều quá. Thử cuốn dao thử. Có khế nè, dưa leo nè, chuối. Cái này là lá cóc. Đúng rồi. Lá cóc. Đúng rồi, nhà gần đây mà. Cũng thấy quán mình mấy tháng rồi. Mời cả nhà nha. Có cà nướng nè, mướp nướng nè. Cái lá này lá gì vậy? Ngon lắm á. Ăn nó thơm thơm mùi dầu nè. Lá xá xị. Ngon. Giọng nó nhớ vậy. Giờ cuốn một cuốn nha. Giống mấy nước nè. Nãy chấm mắm tôm này giờ chấm chao thử. Cuốn một cuốn cả nhà ơi. Mắm tôm. Ừ.
Nếu mà mặn thì nặng chanh vô. Hoa thấy gì vậy? Nặng nặng. Nặng nặng rồi không? Mướp nướng nè. Cái này nó dễ mềm. Đúng rồi. Cho bánh tráng nè. Sao nè. Cái này ăn cái cây nó luôn á. Được, ăn cây luôn. Hát cái cầm bự. Dùng tay luôn rồi cả nhà. Đúng rồi. Chú biết chứ. Dùng tay luôn. Da nó cũng mềm ha. Da mềm mới nấu được. Đây là phần nướng thứ hai cả nhà ơi. Hấp dẫn quá. Cái hồi nãy là nó hai người à, mỗi người một phần là ăn là dừa. Bữa nay quay trích đoạn cải lương nha cả nhà ơi.
ăn nhé. Chị Kim Song Lon nha cả nhà. Chào, Song Lon xin chào cả nhà. Bữa nay quay gì vậy chị? Bữa nay quay chích đoạn cải lương lá sầu riêng. Trái sầu riêng. Cái này là trái sầu riêng nha chị. Trái sầu riêng. Vậy là em sai nữa rồi. Không phải. Trái sầu riêng cho nên là có sầu riêng quá trời luôn cả nhà ơi. Quá trời sầu riêng. À quay xong rồi, xong Loan mời cả nhà ăn sầu riêng nha. Nhiều quá, sáng mua mấy chục trái. Rồi kể đi, gái trái thì kể đi. Sáng giờ quay tới đâu rồi anh? Rồi giờ được chưa? Quay cảnh đầu tiên. Rồi anh Đặng đứng đây luôn nha. Quay cảnh đầu tiên mà nãy giờ đang chạy đường dây cả nhà ơi. Rồi anh chỉ nghĩ rằng đó nha. Rồi nói nha. Nói lấy nha, tôi diễn này là lấy luôn đó nha. Lát mình còn làm lại một lần nữa. Biết rồi nhưng mà cái này là tôi đang muốn lấy nè. Thì lát mình còn quay lại nữa mà. Đi qua hết một sụp đi, hết một tour đi cho nó xuống cái. Rồi. Có cần khoảng 12 mét nước. Tới cảnh 2 rồi cả nhà ơi.
dài luôn. À, đúng rồi, nhất không có sai. Anh chỉ cần thả hồn vô giùm. Ở nhà lá. Em kéo cái sáng lại xong mấy anh đi nè. Nãy giờ quay cảnh tiếp theo cả nhà ơi. Biết rồi. Trời nắng nóng quá trời. Đi làm được là khó lắm. Cảnh này cảnh trung đẳng. Đến tìm nhà của bạn gái gặp anh mù. Anh mù là chồng của bạn gái nhưng mà bạn gái giấu và cho nên anh này anh giấu luôn, anh gả vợ cho mình luôn. Đây là anh Hoàng Ninh anh đóng vai mù cả nhà ơi. Nhưng mà thấy không có mù, không có mù. Quay kỹ mắt lại tập cảnh mù quay. Tại vì cảnh mù đâu phải là dễ đâu quý vị. Khó lắm. Anh mà không có mù anh thấy cái em chọt rồi nha. Dạ. Vậy đâu mà diễn hoài không được, thích nói gì đâu. Anh Hoàng Ninh ảnh sẽ đóng vai mù quý vị. Nhưng mà vai này rất là khó. Khó lắm. Anh đang tập trung cao độ bây giờ không dòm mai cho hết. Có gì đâu. Dòm chỗ một hoài cho quen. Không có gì uống. Đây hiện tại đang mù thì không biết còn cái cảnh tiếp theo là bạn Kim Song Loan là bạn đi bán sầu riêng về mua bánh ú cho chồng. Chút xíu là bên kia chạy về nha, bên kia chạy về. Lấy cái tay mà chụp chụp. Vậy đây là đúng cái ra. Chụp chụp mà tới mà lui thấy không? Có bánh nấu không chị? Có bánh nấu. Rồi mình chơi cho xong cảnh này đi ăn cơm cái. Đây là đạo diễn bên trong sau lưng của mình đó là chị Lợi, Bùi Thị Lợi. Đúng đạo diễn là chị của Bùi Trung Đẳng. Ví dụ này em nói anh nè. Con của chú Ba đó lên kìa. Con Ba của Trung Đẳng lúc. Cái anh nói với anh chỉ gì đó. Nhưng mà anh cũng không bằng con này. Đây là đạo diễn anh Hiếu vừa mất tức vợ diễn luôn cả nhà đây nè. Con ruột luôn hả? Đúng rồi. Là anh phải thiệt má ra. Con của chú Ba. Ví dụ này thiệt má. Không Bùi đó ba, Bùi Đặng với Bùi Thị Lợi. Thì anh phải làm sao cho thấy được cái mù của anh phải không? Tôi Bùi Thị Sưng. Bùi Sưng à. Bùi Thị Sưng là bà của nội tôi rồi. Cái lúc mà anh không có ca đó thì anh phải diễn. Ví dụ em nói với anh làm cái đó. Giờ quay cảnh này xong đi ăn cơm nha cả nhà. Rồi chút xíu ăn cơm, có cá ngon, đồ ăn ngon thì quay tiếp cho cả nhà xem nha. Giờ mình quay nhỏ, mất tích là bùi diện. Ghế để. Ghế đây, ghế để. Ngồi ghế khác không? Không, được, ghế sao? Cái ghế bị bể kìa. Rồi quay đi. Muốn xỉu. Cái gì à? Cậu dạ. Sao cậu không nói? Dạ. Dạ. Cậu cứ nói thật. Cậu cứ nói thật. Tôi sẵn sàng tha thứ cho hai người. Tôi sẵn sàng tha thứ. Tôi sẽ xếp cho hai người như nguyện. Tôi xếp cho hai người. Tôi tin rằng cậu sẽ thành thật đối với một người mù lò. Cậu sẽ thành thật đối với một người mù lò. Anh hai, đã hỏi em thì. Anh hai đã hỏi em thì. Em cũng thật tình mà bày tỏ. Em cũng thật tình là một năm qua em rất buồn đau. Ủa nãy đang quay mà anh Hiếu anh đi đâu sao hẹn hái gì trời? Trời ơi anh nói em nghe nè, chợ cái đống này hả ở ngoài Sài Gòn mua là tiền không luôn đó. Ủa, nhưng này, mà không rau, được như này luôn. Mà rau gì thấy quen quen hả? Cái này là lá lớp. Đâu? Lá lớp được cuốn thịt bò đó. Ủa đâu mà sao nhóc chưa hả? Đây nè nó mọc tự do vậy nè. Dữ vậy trời. Ừ. Nhưng mà cô có dễ thương lắm, cô gặp của mình cô cũng cho nữa hiểu không? Thôi hỏi xin ta cho nghe. Không, cô quá cho hái luôn á, anh biết tính cô mà. Cô một đường luôn nè. Hái gì? Đang quay phim mà mất tiêu chị Lợi với anh Hiếu rồi. Quá trời lá này lá gì chị? Lá lốt với càng cua em. Lá lốt với càng cua nè cả nhà. Ngon quá. Ngon. Chị Lợi hái mà sức sức mồ hôi hột luôn cả nhà ơi. Quá trời nhiều luôn rồi. Nè nguyên một cái vườn. Đó. Nãy giờ đâu mất tích rồi ai ngỡ đây ha. Quá trời luôn nè. Chị Lợi chị trốn ở đây nè. Trời giống như người nguyên sinh vậy đó. Đó. Nguyên rồi. Hồng mẹ cái xếp thao luôn. Nè. Ha mang hái cho cố vô nhiều quá trời quá trời luôn rồi. Nè ơi thủ buông ra đi. Thì nãy giờ xong cái cảnh nửa cảnh hai rồi quý vị. Bây giờ là ekip nghỉ ăn cơm. Rồi chút xíu nữa là khoảng chừng 20 phút nữa là quay trở lại quay cuối cảnh hai. Rồi, đợi nghe qua cầu nha. Nữa là quay cái cảnh mà anh Mù đi qua cầu luôn quý vị. Giờ nãy giờ cũng đói bụng rồi. Để cho ekip ăn cơm xong cái khoảng chừng 20 phút quay trở lại quay cảnh cuối của cảnh hai. Xong cái cảnh ba là hết. Rồi, mời cả nhà theo dõi nha. Lỡ dở là tới ăn cơm rồi cả nhà ơi. Nó không có cái điều gì. Cơm nha. Để mình đeo theo cái điển con cả nhà. Ăn với rau đi. Nè.
đâu chứ coi đã không? Ừ. Hiếu. Cái này mà có chấm liền thì xuất sắc. Hiếu bẻ rau càng cua quá trời. Ủa, cái tổ này nó tốt rồi. Cái bị ngon quá. Cái bị ngon. Anh Mỹ ăn thịt thời điểm năm 92. Lúc lúc mà Hương Thủy mà chuông bông lúa vàng đó. Quy chương vàng lúa vàng đó Hương Thủy. Rồi, cảm ơn anh Sang giới thiệu em hát trước. Ở đây thì cũng nghệ sĩ rất là nhiều, có chị Sáu, rồi có Tuấn, Mai Anh Thanh. Rồi mấy chị ở đây cũng lớn không ạ? Nhưng mà lỡ giới thiệu em rồi thì em cũng xin phép hát trước. Dạ. Lâu lắm rồi mới gặp lại em trai Đỗ Bằng từ Cà Mau đến thì thôi. Hôm nay hợp mặt bất ngờ. Thì Bùi Trung Đẳng cũng trước tiên thì chúc mừng cho em Đỗ Bằng làm ăn gặp nhiều may mắn nha, cuộc sống lúc nào cũng luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ, gia đình làm ăn phát tài như ý. Rồi có một lớp trích đoạn này lâu lắm rồi quý vị, Bùi Trung Đẳng xin hát lại cho cả nhà nghe một lớp trích đoạn cải lương của soạn giả Loan Thảo được mang tên Chúng Độc Đắc, mời cả nhà cùng thưởng thức. Anh vui đàn trong lòng 1 2 3 nha. Nhạc đầu tiên ba lát là nhận được tin báo em đây chồng bâng khuâng nhìn cảnh thiệt buồn không, 2 năm sương gió tầng miền xa mấy lần hồi âm vắng tin giờ hành trang xếp xong sông hồ kết bạn làm ta không duyên số thì đành thôi, chúc người đẹp duyên lứa đôi và xin đừng nhắc nhở đến tôi, ta không duyên số thì đành thôi, chúc người đẹp duyên lứa đôi và xin đừng nhắc nhở đến. Tưởng làm sao được trong khi anh là một thằng văn nghệ sĩ trắng tay thì em là con quân chú phố giàu sang đài cát. Dù biết rằng em yêu anh bằng mối tình chân thật, anh vẫn sợ một ngày kia duyên nợ sẽ không. Mỗi đứa một nơi ôm ấp cuộc tình buồn. Anh Thành hay là anh không tin em chung thủy mà cho rằng em sẽ ăn sáng giàu mà phú có tình anh không? Anh vẫn tin rằng em yêu anh tha thiết, nhưng ba má em quá khắt khe lại trong phố cân bằng sẽ chọn cho em một người chồng tốt mà giàu sang, một thằng nhạc sĩ nghèo tương lai đen tối. Cảm ơn những thành công của các anh các chị rất nhiều. Nhưng thời gian sẽ giúp cho người ta được lòng chung thủy, nhưng thời gian cũng là cơn giông bão làm ra tan bao tấm chân tình. Anh yêu em và tính ở lòng mình, nhưng sống lăn lộn giữa phồn hoa đô hội, anh đã thấy nhiều người chỉ vì nghèo mà phải nuốt lệ chia xa.
không lẽ hai đứa mình cũng giống như người ta không? Em tin hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, khác gì đâu. Tụi mình cũng chỉ là hai hạt cát, rồi phải dập dùi trong cơn chốt xoay của vô qua. Đạo diễn đứng lên quay, đạo diễn đứng lên quay vòng vòng tôi đẹp nha. Quay làm khó hư bài uổng lắm. Tôi cũng không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả những điều tôi đang nghĩ, những tình cảm lạ lùng mà chưa ai thứ đặt tên. Nhưng thôi nói làm gì cho buổi đưa tiễn buồn thêm, khi hai chúng ta từ hai phương trời xa lạ, dịp tình cờ xui khiến gặp gỡ nhau, giờ chia biệt cũng là lẽ thương tình tan hiệp. Nhưng thà mình đừng bao giờ quen biết, chứ gặp nhau chi rồi gieo khổ cho nhau. Thà rằng trọn kiếp cô đơn, trí âm đâu dễ gặp mà tìm uổng công. Dạ xin hết, cảm ơn quý vị đang nghe Bùi Trung Đẳng hát bài đầu tiên. Dạ. Hey, lâu lắm rồi quý vị. Gặp ở đây sẵn anh Đặng đổi tên cho em luôn. Tên là Hai Năm Xăm Ca một bài. Nhạc của tôi Thanh Tùng, lời dòng cổ của thằng chủ, Người Hàng Xóm, hai câu thôi. Đúng rồi. Dạ. 5-6. Danh tầm trẻ Hoàng Beo với lại danh buồn, thì đó là danh vui. Yeah.
cho tôi cây đồng đêm ngày giúp nghe tâm.